Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị giao ban quý 3 năm 2023 với các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Trong quý 3 năm 2023, các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản những nội dung Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Tại hội nghị, các đơn vị cùng báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong quý 3 vừa qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan khối đảng của tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 9 tháng lần thứ 13. Chủ động tập trung rà soát những nội dung công việc đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nhưng triển khai chậm hoặc chưa thực hiện để có phương án triển khai thực hiện đạt chất lượng. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong năm 2023. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban đảng và văn phòng tỉnh ủy nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, cập nhật phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Đồng Nai, thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tăng cường tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, công tác giải ngân vốn đầu tư công, v.v.